bà con nghèo ăn Tết. Coi như năm nào thầy cũng làm như vậy. Bây giờ chúng mình sẽ chúc quý vị tâm bình thân an và luôn bình an cho công việc. Và ca khúc đầu tiên xin tặng cho tất cả quý vị bài hát rất là có ý nghĩa. Ca khúc được mang tên cảm ơn tình yêu, cảm ơn quê hương và cảm ơn những người mẹ người cha đã sinh ra chúng ta. Cũng sắp dịp năm mới rồi, các bạn sẽ hát ca khúc này, đó là giọng nam và giọng nữ trong một ca khúc cảm ơn. Cảm ơn ai đã đến.
Xin cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn quý vị. Có như bài hát, cái mình vừa hát đó là thì thay lời muốn nói chúc tất cả quý vị một năm mới sắp tới an khang thịnh vượng và sự như ý và luôn còn đang trên công việc. Bây giờ là cái bài sáng một ca khúc của nhạc sĩ Hoài Linh. Ca khúc này cũng rất là nổi tiếng quý vị. Cái bài sáng dành nam cho ca khúc này, bài hát được mang tên Về Đông Mái Tóc Người Thương. Xin quý vị thưởng thức. Xin cảm ơn rất nhiều.
Bây giờ giọng nam giọng nữ rồi, giọng nam rồi dù thiếu một giọng nữ thành ra là cái mình sẽ làm mất luôn. Tại vì cái mình đi quay hình thành ra là cái mình xin được hát trước để chương trình rất là còn dài nên nghệ sĩ rất là đông. Bây giờ sẽ là một ca khúc được mang tên Trách Ai Vô Tình, một sáng tác nghệ sĩ Nhật Ngân, và xin quý vị cho một tràng pháo tay ca khúc Trách Ai Vô Tình. Xin tặng cho quý vị giọng nữ nha. Tiếng ca lớn xíu đi, tiếng hát lớn xíu đi. Sóng lưng lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thương. Ai đã quên ta, mà tiếng sao ta còn tình. Chân mai buồn tình bao ngày trái theo duyên. Nữa vẫn là giấc mơ.
nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau, nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ tay đành lìa xa. Trách ai quên tình bao ngày trai theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ đâu làm khổ nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Chúc sức khỏe quý vị có một buổi tối thật an lành. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn ca sĩ Khánh Linh. Quý vị thân mến, và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nam ca sĩ có rất nhiều ca khúc nhạc trẻ của khán giả yêu mến. Nhưng thời gian vừa qua thì anh cũng làm cho khán giả khá bất ngờ khi thể hiện thật ngọt ngào với ca khúc trữ tình lãng mạn, và anh cũng đã đạt giải quán quân của cuộc thi người thể trữ tình mùa đầu tiên với ca khúc này. Ngay bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón phần trình diễn của ca sĩ Nam Cường. Nam Cường xin gửi lời chào thân ái tất cả quý vị ạ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bài hát đầu tiên gửi lại tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ hoặc rapper đang được mang tên Diệu Kỳ. Xin cùng lắng nghe. I love you so.
Và với không khí ngày hôm nay, với lại là nãy là cũng có anh Bình đã hát những ca khúc bolero tặng quý vị rồi. Và mình hát nữa thì nó sẽ rất buồn quá. Cho nên là Thường quyết định ngày hôm nay thì lựa chọn những bài hát thật là sôi động để gửi tặng đến quý vị với một không gian rất tuyệt vời như thế này ha. Một bài hát tiếp theo được gửi tặng đến tất cả mọi người là một liên khúc với những ca khúc cũng rất là quen thuộc được remix lại. Xin mời quý vị cùng đến với liên khúc được mang tên Nhớ Về Em. Xin được lắng nghe. Vỗ tay hơn được là lớn hơn nữa cho năm người được không ạ? Thank you. Tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đêm khi ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, vơ vơ trong chiều hoa gọi thầm tên nhau. Chiếc lá bùa xa cánh, rồi còn bay về nơi phương ơi. Người đã đi cho bao tháng ngày, chỉ khuất trong mơ. Hey, nhớ về em, trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tiếng nói nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chẳng cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình ưu tiếc nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình ưu tiếc nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi cho người câu yêu thương, một đời càng thêm lưu luyến một thơ yêu người.
nào tình thơ mộng bên nhau. Hương đêm trinh nguyên tình nồng ớt, gói cho thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ớt, gói cho thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một lời xin cảm ơn và chúc quý vị sẽ có buổi lễ thật vui ạ. Xin được cảm ơn ca sĩ Nam Cường. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chính thức bước vào chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng toàn thể quý vị quan khách đã cùng đến tham dự buổi gặp gỡ giao lưu các thành viên của ngành kính Phương Nam ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Quốc Bình để thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị những lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị sẽ có buổi tối thật nhiều niềm vui khi cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là một năm chuẩn bị trôi qua. Và những ngày cuối năm là dịp rất tuyệt vời để tất cả chúng ta được ngồi lại cạnh nhau, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện của cuộc sống, cùng chúc cho những thành công trong một năm vừa qua của mỗi chúng ta. Và qua những câu trò chuyện như vậy, chúng ta cũng có thể giúp được kinh nghiệm cho chính những hoạt động của công ty mình. Và thông qua buổi gặp gỡ như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong việc hoạt động trong ngành kính và giúp đỡ cho nhau tạo cơ hội để tất cả chúng ta cùng phát triển theo đúng tôn chỉ của ngành. Ngày hôm nay, Quốc Bình nhận thấy ở đây có sự hiện diện của rất nhiều đại diện của các công ty liên quan tới ngành kính đã cùng về tham dự chương trình. Và đây là một niềm vui với tất cả chúng ta. Để tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Chủ tịch Vũ Xuân Lưu. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Phạm Văn Hà. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Trưởng ban Tài chính Nguyễn Văn Kiên. Xin được trân trọng giới thiệu Trưởng ban Điều hành anh Phạm Thành Hưởng. Xin được trân trọng giới thiệu Trưởng ban Sự kiện anh Đặng Tiến Dũng. Và ngoài ra là sự hiện diện của rất nhiều các mạnh thường quân, các văn nghệ sĩ và đặc biệt là các thành viên của ngành kính Phương Nam cũng có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hân hoan chào đón tạm biệt quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của ông Vũ Xuân Lưu, Chủ tịch ngành kính Phương Nam. Xin mời ông sẽ có đôi lời phát biểu. Các quý vị thông cảm có sự nhầm lẫn đấy nhá.
xin được cảm ơn ông và xin mời ông sẽ cùng nán lại trên sân khấu để làm nghi thức khui rượu sân phanh để nâng ly khai tiệc cho bữa tiệc ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi cũng xin được mời thêm lên sân khấu Phó Chủ tịch Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch Trưởng ban Tài chính huyện Văn Yên và Trưởng ban Điều hành Phạm Thành Hưởng. Và cũng xin được mời ông Bùi Huy Toàn là Tổng Giám đốc Công ty Kính Mắt Việt Nam sẽ cùng lên sân khấu để thực hiện nghi thức khui rượu sân phanh và chúng ta sẽ cùng khai tiệc cho bữa tiệc tối nay. Mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến để đồng loạt mời các vị đại biểu chúng ta sẽ cùng khui rượu nha. Mời xin mời các vị đại biểu chúng ta cùng chuẩn bị ạ. Sẵn sàng chưa? Như vậy là những chai rượu vang đã bắt đầu được khui ra và để cho chúng ta cùng chúc mừng cho một năm mới với thật nhiều thành công. Xin mời tất cả quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng nâng ly của mình và chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 và vô một tiếng thật lớn để cùng chia sẻ niềm vui của ngày hôm nay. Chúc cho chúng ta có một năm thật thắng lợi và chuẩn bị bước vào một năm mới với nhiều thành công hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng đếm 1, 2, 3. Xin được chúc mừng cho tất cả các thành viên của ngành kính Phương Nam ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, và chúng ta có sự gắn kết với nhau để cùng hỗ trợ và tất cả chúng ta cùng có những thắng lợi, những thành công mới. Xin được cảm ơn các vị đại diện đã cùng lên sân khấu để khai tiệc cho bữa tiệc tối nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị có thể trở về vị trí để chúng ta cùng tiếp tục cho chương trình. Kính thưa toàn thể quý vị, và có thể nói rằng để có được buổi tiệc ngày hôm nay là một sự nỗ lực cố gắng của tất cả thành viên trong ban tổ chức cũng như sự tham gia đông đảo của tất cả quý vị quan khách đã có mặt tại đây sẽ làm nên sự thành công của chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi mong rằng nếu như có bất kỳ điều gì sơ suất trong bữa tiệc này thì mong quý vị cũng hết sức lượng thứ cho, bởi vì tất cả chúng ta khi cùng có mặt tại đây, niềm vui đó chính là sự gặp gỡ, sự chia sẻ với tất cả chúng ta trong cuộc sống này. Và trong phần ngày hôm nay chúng tôi có những phần để gửi lời cảm ơn tới những đơn vị tài trợ, những đơn vị đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ tham gia nhiệt tình vào chương trình, bởi sẽ có rất nhiều điều thú vị dành cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Không chỉ là một dịp để chúng ta được gặp gỡ, được trò chuyện với nhau, mà bữa tiệc ngày hôm nay còn là một dịp để tất cả chúng ta được kết nối thiện tâm. Bởi bữa tiệc ngày hôm nay bên cạnh những trò chơi rất thăm may mắn thì chúng ta còn có những phần đấu giá với những vật phẩm rất thú vị, và số tiền mà chúng ta có được thì sẽ được thực hiện một công việc vô cùng có ý nghĩa như lúc nãy Khánh Bình đã chia sẻ, đó là hội từ thiện từ tô của thầy Ba Bậc sẽ tổ chức những chuyến thăm hỏi và tặng quà cho những trẻ em nghèo, những đồng bào nghèo trên khắp mọi miền đất nước. Hy vọng rằng với số tiền thu được từ buổi tiệc hôm nay sẽ là một dịp chúng ta có thể chia sẻ với tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm nhiều niềm vui trong dịp xuân về. Chúng tôi đang chờ đợi tất cả quý vị cùng tham gia chương trình. Xin mời quý vị chúng ta cùng đợi trong giây lát quý vị nhé. Kính thưa toàn thể quý vị, và trước tiên chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những đơn vị đã cùng tài trợ và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới đơn vị tài trợ chính, đó là công ty
Cổ phần Dịch vụ Thương mại Lido. Xin được mời đại diện của Công ty Cổ phần Thương mại Lido sẽ cùng bước lên sân khấu, và xin được mời Chủ tịch Vũ Xuân Lưu sẽ cùng lên sân khấu để trao kỷ niệm chương và hoa thay cho lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính của chương trình. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để gửi lời cảm ơn tới đơn vị tài trợ chính của chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những đơn vị tài trợ vàng. Kính thưa toàn thể quý vị, để chúng tôi có thể trao được đúng kỷ niệm chương cho các đơn vị thì quý vị vui lòng đứng theo đúng thứ tự mà cô Bình đọc tên theo số để chúng tôi trao được đúng theo danh sách ạ. Xin được mời đại diện của Công ty Kính Mắt Việt Nam đứng ở vị trí số 1. Thứ hai là Công ty Mắt Kính Tuyết Hà. Thứ ba là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mắt Kính Hưng Thịnh Phát. Thứ tư là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hàn Việt. Và thứ năm là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Máy Làm Kính